Kính thưa quý vị đồng tu, chúng ta tiếp tục tham cứu trên phần kinh Duyên Giác. Sự phàm phu tánh là quá trình mà sự chưa được, chưa hiểu được, chưa trí được và chưa thông được. Như vậy thì sự khác biệt và sai biệt cũng ảnh hưởng đến quá trình mà các hàng Phật tử và các vị đồng tu đã biết. Sự khác biệt ở đây là luôn luôn có sự sai biệt. Vì sự sai biệt nhiều và nhiều vô số nên phàm phu tánh của chúng ta được hiển hiện như các tạng của các kinh điển đã nói. Tại sao như vậy? Phàm phu tánh là quá trình mà chúng ta còn phải chuyển đổi, còn phải lột bỏ. Đó là tất yếu mà người cầu đạo học Phật như chúng ta đã biết. Việc chúng ta đang chuyển từ giai đoạn của phàm sang thánh là quá trình mà giai đoạn này còn phải có dụng công. Tại sao nói như vậy? Dụng công có tốt được hay không là do quá trình chúng ta biểu diễn và thể hiện. Biểu diễn như thế nào? Biểu diễn là chúng ta còn phải làm. Vì thế đạo Phật của chúng ta là từ bi và hỷ xả. Nếu quý vị đã là người cầu đạo Bồ Đề, chúng ta tâm tánh còn phải sửa đổi. Sửa đổi như thế nào? Sửa đổi là cái chúng ta đã sai rồi, chúng ta không làm nữa, chúng ta bỏ đi. Sai rồi thì chúng ta bỏ, chúng ta không làm nữa là sửa đổi. Việc chúng ta chọn con đường sai thì chúng ta có thể không chọn nữa. Ta sẽ chọn lại con đường đi đúng hơn. Mà con đường đi đúng hơn đó chính là con đường sự cầu đạo Bồ Đề. Tại sao như vậy? Vì sự sai biệt trong phàm phu tánh là quá trình mà chúng ta rất dở mắc phải, rất dở sai lầm khi chọn. Tánh của chúng ta có sự khác biệt, tâm của chúng ta có sự biến đổi. Vì thế mà chúng ta bị sai biệt. Trong khi đó, đối với hàng Bồ Tát chưa được vào sự khác biệt thì cũng như thế mà thôi.
Một khi cái hàm Bồ Tát đã thì tuận tánh rồi, tùy thuận tánh rồi, thì tất là sẽ đạt được kết quả dụng công như mong muốn. Dụng công như mong muốn như thế nào? Dụng công như mong muốn là quý vị đã đạt hoàn thành và viên mãn. Khi tự tánh đã hoàn thành thì Bồ Tát tánh, thuận tánh sẽ đạt vào của Như Lai. Đây là điều quan trọng nhất. Vì thuận tánh và Bồ Tát tánh đều tùy thuận của Như Lai. Vậy pháp tạng của Như Lai là các sự tùy thuận tánh luôn luôn giúp được cho quý vị nâng cao sự hạnh phúc của mình. Vì thế chúng ta phải hiểu rằng Như Lai đã thuận tánh, như vậy kết quả của quá trình mà Như Lai, tánh của Như Lai là điều do quý vị dụng công đến mức độ nào. Chúng ta dụng công, chúng ta còn phải hiểu tánh của Như Lai đều còn phải tùy thuận. Tôi lấy ví dụ, chúng ta cũng không thể gượng ép hay ép buộc bất cứ một điều gì. Vì khi chúng ta dùng công mà ép buộc, điều đó có nghĩa là chúng ta đã đi sai đường. Một khi đã đi sai đường thì quay lại rất là gian nan, rất là khó khăn. Tại sao như vậy? Hôm trước tôi đã lấy dẫn chứng vừa biểu diễn hình học trên không gian. Chúng ta đã thấy được sự, dù cho chúng ta ở trục tung hay trục hoành hay trục siêu, dù cho chúng ta ở cạnh trục nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn phải có sự đúng đường của mình. Nếu chúng ta nằm ở trục đối xứng của trục ngang, thì việc hai bờ bên kia đều là trái ngược nhau. Nếu chúng ta lấy tâm điểm làm điểm O thì OA sẽ đối nghịch OB. Mà để đi đúng đường OA chúng ta còn phải đi, thì OB chúng ta phải đi gặp đầu. Một khi đã đi sai đường, như vậy tôi giả sử nếu thời gian là thước đo thì chúng ta phải đi gấp 2 lần thước đo. Như thế, như vậy thì chúng ta thấy rất là nhiều thời gian chúng ta phải bỏ ra rất là nhiều. Không thể chúng ta thành công mà thời gian ngắn được. Như vậy thì chúng ta phải hiểu được sự nhập tạng của Như Lai, đó chính là quá trình mà quý vị còn phải đi. Việc chuyển đổi là quá trình mà tất cả các vị đồng tu, các vị Phật tử đều còn
yêu cầu phải đi. Tại sao phải đi? Nếu chúng ta không đi đến điểm A hoặc điểm B hoặc điểm C hoặc điểm D thì chúng ta vẫn nằm ở mãi tại điểm O. Như vậy thì tất yếu là chúng ta phải đi. Mà đoạn đường đã đi rồi thì nhất định chúng ta phải đi rất nhiều. Và khi đó càng nhiều hơn thế nữa là khi chúng ta bị đi sai, là thời gian rất nhiều. Như vậy, ở đây có sự khác biệt và sai biệt như thế nào? Sự khác biệt và sai biệt là khi chúng ta nhận ra điều đó là hoàn toàn là tùy thuận. Đức Phật cũng đã tùy thuận với tất cả chúng sanh. Như vậy thì chúng ta thấy ha, Đức Phật đã tùy thuận như vậy, tất cả chúng sanh đều do các mối nhân duyên mà có. Và nhân duyên này là tùy theo sự thiện duyên, phước đức và nhân lành. Như vậy thì cái sự thiện duyên này và phước đức này là quá trình mà cải thiện, cải tiến cho người cầu đạo. Như vậy thì chúng ta thấy đây là sự sai biệt. Sự sai biệt ở đây tôi muốn nói nhấn mạnh thêm, sự sai biệt này không tính đến việc là chúng sanh này và chúng sanh kia có sự hiểu biết hay không. Đây là khác biệt ở chỗ nào? Đừng nghĩ rằng anh thông minh hơn người, anh hiểu biết hơn người là anh sẽ đắc quả. Vì sao vậy? Vì Đức Phật đã chỉ cho chúng ta sự sai biệt là ở trong tâm và tự tại, không nhất thiết là anh thông minh hơn, anh đắc quả hơn. Không hề có. Chúng ta quay trở lại câu chuyện thời Đức Phật. Các hai anh em tu hành, một người anh thì rất thông minh và lanh lợi, còn một người em thì trí nhớ không nhanh bằng người anh. Nhưng mà khi kết quả thì sao? Kết quả là người em thành quả A-la-hán. Trước người anh. Như vậy thì người em đã thành quả A-la-hán trước người anh. Nhưng mà xét về sự thông minh thì người em là chậm hơn, không phải chậm hơn. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây thành quả A-la-hán người em đã nhanh hơn, còn người anh thì mãi cho tới thời gian sau mới đắc quả A-la-hán. Thì cùng một quả vị A-la-hán mà có sự sai biệt, có sự khác biệt như vậy, có sự khác biệt. Khác biệt ở chỗ là người em đắc quả trước. Quý vị phải hiểu chỗ này để chúng ta biết được tùy thuận tánh của như là. Một lần nữa kính chúc quý vị đồng tu
Sau khi nghe bài giảng kinh điển này, có thể chứng đắc các quý vị ở đời này và ở đời vị lai tiếp theo. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị đồng tu, bài giảng kinh điển và thuyết pháp hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị đồng tu ở video bài giảng tiếp theo. Xin cảm ơn.